Cuộc diễn tập gồm các giai đoạn phát hiện đám cháy ở trạm bảo dưỡng kho Z9, Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 3, thực hành chữa cháy tại chỗ và khi có lực lượng tăng cường. Thành công của buổi luyện tập góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy trong xử lý các tình huống cháy nổ nhằm bổ sung kế hoạch, phương án phòng cháy chữa cháy cho các kho kỹ thuật thuộc Quân đoàn 3. Nâng cao khả năng cơ động sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ. Đây cũng là dịp để Quân đoàn 3 đánh giá chất lượng trang bị khí tài phòng cháy chữa cháy cũng như trình độ khai thác, khả năng xử lý các tình huống của cán bộ chiến sĩ, làm cơ sở để rút kinh nghiệm trong tổ chức, huấn luyện, điều hành phòng chống cháy nổ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.